như đã phát. Chưa xưa đi nơi đâu, con tìm mãi khắp nơi. Nam mô A Di Đà, xin mời sư kính an. Sư là ánh trăng rằng soi sáng tâm hồn con. Bước chân sư nhẹ nhàng, gieo duyên lành muôn phương. Trong giấc mơ đêm về, hiện bóng sư hiện lên. Con cúi đầu lễ Phật, xin sư được bình an. Nguyệt sư nơi xa đó, bình an và tự tại. Trong cam tâm thân tình, nhớ sư mỗi sớm mai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà có cái này thì ra để mình đỡ khỏi bị lạc. Nếu không đi thì họ chỉ đường sai thì không biết đường nào. Rồi đây là cái túi, cái đồ của con. Nhiều khi đi trên đường họ thường xuyên. Nhưng mà thực tế không có. Khi anh đây hôm bữa anh cho cái kéo kéo làm với kim chỉ đây. Cái cầu lâu á. Đấy. Rồi cái này để kéo bấm chỉ, kéo để cắt cái y đã nhá, để mình cắt cái máy. Đó, còn đây là rạc. Cái này là cái túi này nè. Cái bàn này là cái cô ở dưới đây, cô mới mua cho hôm bữa con nhặt đi bán xi măng. Đi tới nơi nhặt cái tấm xi măng nó dễ, nhưng mà ra ngoài mùa mưa là phải có cái này. Để mình tới mình giải, mình ngồi dưới ướt át thì đỡ mưa, có thể mình ở ngoài rừng ấy, mình che được. Được rồi, để dùng bữa xong rồi. Ngày mai đủ duyên thì dùng lại. Có đẹp. Thầy ăn một bữa này cũng quen rồi nhỉ? Dạ, con một bữa như thế này năm thứ 9. Dạ. 9 năm là từ nửa 2015 đến giờ. Gọi là từ tháng 7 năm 2015. Đến giờ là con dùng một bữa. Áo cà sa, áo khác à? Ai muốn gọi cà sa thì cà sa, mà ai muốn gọi áo thì áo, ai muốn gọi y thì y. Nhưng mà như theo con gọi là cái tấm vải để cuốn che thân thôi. Cái phương tiện này thì theo cái cà sa, cái cà sa hay là hay là cái gì tấm cà sa, hay là chủ yếu là cái tấm ấy. Nếu mà cái tấm người đó mà tu hành mà thiện pháp mà giữ tròn giới luật với nghiêm trị mà có giới có linh nhất, họ mặc cái gì cũng cả sáng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện sư nơi
sao đó bình an và tự tại. Chúng con tâm thanh tịnh như xưa mỗi sớm mai. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Chớ sư đi nơi đâu, con tìm mãi khắp nơi. Nam mô A Di Đà, xin ngàn sư kính an. Sư là ánh trăng rằng soi sáng tâm hồn con. Bước chân sư nhẹ nhàng, gieo duyên lành muôn phương. Trong giấc mơ đêm về, hình bóng sư hiện lên. Con cúi đầu lễ Phật, xin sư được bình an. Nguyện sư nơi xa đó bình an và tự tại. Chúng con tâm thanh tịnh nhớ sư mỗi sớm mai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chớ sư đi nơi đâu, còn tìm mãi khắp nơi. Nam mô A Di Đà, xin nguyện sư bình an. Sư là ánh trăng rằm soi sáng tâm hồn con. Bước chân sư nhẹ nhàng, gieo duyên lành muôn phương. Trong giấc mơ đêm về, hình bóng sư hiện lên. Con cúi đầu lễ Phật, xin sư được bình an. Nguyện sư nơi xa đó bình an và tự tại. Chúng con tâm thanh tịnh nhớ sư mỗi sớm mai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chớ sư đi nơi đâu, con tìm mãi khắp nơi. Nam mô A Di Đà, xin ngàn sư kính an. Sư là ánh trăng rằm soi sáng tâm hồn con. Bước chân sư nhẹ nhàng, gieo duyên lành muôn phương. Trong giấc mơ đêm về, hình bóng sư hiện lên. Con cúi đầu lễ Phật, xin sư được bình an. Nguyện sư nơi xa đó bình an và tự tại. Chúng con tâm thanh tịnh nhớ sư mỗi sớm mai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chớ sư đi nơi đâu, còn tìm mãi khắp nơi. Nam mô A Di Đà, xin nguyện sư bình an. Sư là ánh trăng rằm soi sáng tâm hồn con. Bước chân sư nhẹ nhàng, gieo duyên lành.